Tàu USS Carl Vinson của hạm đội 7 vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam, thăm Đà Nẵng từ ngày 5 Tây cho tới ngày 9 Tây. Ngày hôm nay là ngày 11 Tây tháng 3. Lẽ ra cái sự kiện thì nó đã chấm dứt và khép lại. Tuy nhiên, trong lúc có một số những video clip, những bản tin của phố Bosa TV đưa lên, đặc biệt là có một cái bài hát của một nữ thủy thủ của hạm đội 7 hát bài Nối vòng tay lớn nhiều lần. Có khi cô hát ở một cái công viên ở Đà Nẵng trước nhiều dân chúng, có lúc cô hát ở dưới tàu đứng trước một hai lá cờ Việt Nam và Hoa Kỳ rất là lớn, tạo ra rất là nhiều người thích thú cũng như là nhiều cái cảm xúc cho nhiều người xem ở khắp nơi. Thì sau khi Phố Bosa TV đưa lên những cái video clip đó, lại có những cái ý nghĩ, những cái ý kiến rất ngộ nghĩnh rằng họ muốn nghe ông Ngô Kỷ, là một khách mời tương đối thường xuyên của Phố Bosa TV, ý kiến của ông về cái sự kiện thăm của tàu USS Carl Vinson cũng như là bài hát đó như thế nào. Ngày hôm nay chúng tôi trên đường Bonsa gặp ông Ngô Kỷ và cũng đồng thời gặp luôn cả ông Nguyễn Mạnh Cường một cách vô tình trên đường Bonsa. Chúng ta nghe ý kiến của hai vị này về sự kiện vừa qua như thế nào. Có lẽ ông Ngô Kỷ trước, tại vì người ta muốn đặt câu hỏi nghe ông Ngô Kỷ ý kiến của ông về sự kiện đó, thưa ông. Tôi cũng hơi ngạc nhiên á, ý kiến nghe những nhà lãnh tụ cộng đồng, những nhà văn sĩ, những văn hào với tôi homeless, rồi Chí Phèo mà đi nghe tôi thì chuyện lạ. Tuy nhiên, ok, tôi nể tình anh đã hỏi thì tôi trả lời. Thật sự tôi đâu ngạc nhiên, có gì đâu ngạc nhiên. Thằng Mỹ nó là con điếm mà, điếm quốc tế mà, người ta gọi là điếm quốc tế thì có gì đâu. Nó bây giờ nó đem để thắt hầm đội vô Việt Nam tôi cũng có thương. Bằng chứng là cái ông tổng thống Obama về đem Lý Thường Kiệt rồi này nọ đó, nó tù lao thiên địa. Rồi ngay cả ông tổng thống Trump bây giờ cũng qua bài đạt đến cờ vàng hết bà trưng này nó, toàn là một cái lũ điếm hết à. Nó chỉ là thằng tư bản mà bản rồi nó đi marketing nó để làm vừa làm người ta thôi. Nhân dân Việt Nam, miền Nam Việt Nam chiến đấu hơn mấy trăm ngàn quân nhân Việt Nam tử thương, cả hàng triệu người bị thương. Từ quân đội Hoa Kỳ chiến đấu chiến trường Việt Nam hỗ trợ cho miền Nam Việt Nam để mà bảo vệ cái Đông Nam Á thành trì chống cộng, rồi chết 58.000 quân cuối cùng. Rồi sao? Rồi cuối cùng bây giờ nó với cộng sản cũng bắt tay vì quyền lợi nước Mỹ. Do đó có tàu Mỹ rồi về Việt Nam này, nó có chuyện đó, who care, có chuyện quan trọng nó quyền lợi hết. Tôi nói để thắt hạm đội ha, tàu Reagan, hạm đội Reagan rồi hạm đội Bush rồi về còn chưa chi, nó ăn thua gì mấy cái hạm đội đó. Do đó dân Việt Nam khờ khạo lắm, nghe cái gì Mỹ là thần tượng quá rồi sùm trời đất, cũng giống như Obama Việt Nam tới ăn bún chả rồi Clinton về Việt Nam ăn phở, rồi Trump về Việt Nam rồi đem cờ vàng hết bà trưng ra lung tung sa bàn, rồi cuối cùng cũng tự sướng. Sướng cái gì? Thằng Mỹ là một thằng cũng điếm. Thằng Mỹ đã nói rồi, không có người bạn suốt đời, không có cả thù truyền kiếp. Thì bây giờ nó vì quyền lợi nước Mỹ, vì thằng Boeing, vì thằng Bill Gates, vì thằng Yahoo và thằng Facebook, vì những hãng máy bay hay những hãng điện tử này nọ, những thằng đã tư bản nó làm ăn Việt Nam, thì nó control chính phủ Mỹ cho ai? Thì bây giờ còn về nữ lính Mỹ đã hát những cái bản nấu dòng tay lớn, bây giờ nó hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây hay là Bắc Hồ sống trong quần chúng ta vân vân thì cũng chẳng có nghĩa gì hết. Đối với tôi chẳng có giá nghĩa. Do đó đồng bào đừng có vì những cái chuyện như vậy mà làm cho quan trọng hóa. Chúng ta hãy đứng đằng cái chân ta. Thưa ông, nước Mỹ dù sao cũng nhiều người cho rằng đó là một nước đất nước vĩ đại, nhiều người muốn tới đây để mà định cư, để ở lâu dài, kể cả không ít người từ Việt Nam nữa. Và ông cũng là một người có quốc tịch Mỹ, nhận ơn mưa móc của nước Mỹ không ít bao nhiêu lâu nay. Sử dụng cái chữ con điếm để mà nói tới nước Mỹ, ông có nghĩ rằng cái điều đó quá đáng hay không, thưa ông? Không, tôi nói đến nhân dân Mỹ rất là tốt, đã cưu mang chúng tôi biết ơn chứ. Nhân dân thì rất là tốt, làm người rất là nhân đạo, họ có hồng lập từ, họ cứu vớt bao nhiêu người, họ tài trợ bao nhiêu quốc gia đói kém nặng, nên tôi công nhận chứ. Và phải công nhận nước Mỹ nó tự do,
À, tự do chứ, tự do nó là quán quân tự do dân chủ trên thế giới mà, lẽ nhiên ai cũng phải công nhận. Nhưng tôi nói những chính sách của nước Mỹ đó, là con điếm là gì? Con điếm là nó vì quyền lợi thôi. Ok, cho tiền là nó ngủ thôi. Thì thằng Mỹ nó cũng vậy, có gì tôi sai? Nó về kinh tế vì quyền lợi mà, thì con điếm là sao? Con điếm là cho tiền nó ngủ. Chẳng có tình nghĩa, chồng nó còn bỏ để nó đi làm điếm mà. Thì bây giờ thằng Mỹ nó cũng vậy, thì tôi nghĩ là tôi nói nó điếm không có gì xúc phạm đến nước Mỹ hết. Vâng, nó điếm, nhưng nó điếm để cho quyền lợi quốc gia nó, ok. Chứ không phải quyền lợi của Ngô Kỷ ha, của người Việt Nam Cộng Hòa ha, của Cộng sản Việt Nam nó. Ngày nào đây nó sẽ bỏ thằng Cộng sản Việt Nam, ngày đâu có thể nó bỏ bom nguyên tử trên đầu thằng Bắc Bộ Phủ của Cộng sản Việt Nam. Ủa, nó từng làm rồi, nó từng bỏ bom nguyên tử ở Nhật, rồi cuối cùng bây giờ nó cũng giao hảo làm ăn. Rồi nó đã từng thả bom ở Hà Nội hả Phạm này, nó bây giờ nó vẫn bắt tay. Bây giờ hòm đậu nó về thì không phải con điếm là cái gì nữa. Cái đẹp con điếm vì quyền lợi nước Mỹ, that's fine, ok. Cái còn cái chuyện mà nếu nó nói nó về Việt Nam mà yêu dân tộc Việt Nam, yêu người Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Nam, yêu Cộng sản Việt Nam là điều xa trái. Tại vì trong quá khứ đã trả lời, đã thấy cái sự phản bội của Mỹ như thế nào rồi. Tại vì tôi gọi phản bội là tại vì nó không để ý đến những điều mà nó cam kết, nhưng tôi vẫn tôn trọng cái quyền lợi của nó. Mà anh qua hiệp định Ba Lê nó ký cho ai, rồi cuối cùng Cộng sản xâm chiếm miền Nam nó có nói lời nào đâu. Chẳng có vấn đề đặt ra. Con điếm không có gì sai hết, con điếm vì quyền lợi nó. Anh quên Nhật ngày xưa đó cho gái Nhật đi làm điếm này nó hay này nó thì cũng là điếm thôi, nhưng họ vì quyền lợi của đó. Thì tôi cũng là người công dân, tôi là người Mỹ gốc Việt, quê hương đất nước Mỹ. Tôi vẫn hỗ trợ chính sách của nước Mỹ, nhưng tôi không đạt hy vọng là nước Mỹ yêu dân tộc Việt Nam. No, không có thằng nào Cộng hòa Dân chủ Bush, Clinton, Trump hay là này nọ là quan tâm đến Việt Nam, mà chỉ người Việt Nam quan tâm đến đất nước Việt Nam chúng ta mà thôi. Xin cảm ơn ông. Ông Nguyễn Mạnh Cường, nãy giờ chắc cũng đã nghe ông Ngô Kỷ trình bày cái phần của ông ấy. Riêng ông thì cái ý kiến của ông về trước hết là về cái chuyến thăm vừa qua của cái tàu nó như thế nào, về bài hát của nữ hải quân đó như thế nào, và nếu có những cái ý kiến nào mà trái ngược với ông Ngô Kỷ, xin ông trình bày ạ. Tôi nghĩ rằng thì là chúng mình gặp nhau tình cờ ở đây trên cái con đường này, cái cuộc biểu tình mà chống Thúy Nga Paris vừa rồi đó, có lẽ nó cũng liên hệ tới, tại vì bực mình về cái tàu nó tới Việt Nam, cái hạm đội nó tới Việt Nam, rồi thì là nó hát nối vòng tay lớn, rồi nó hát thằng bòm có cái chống cơm vân vân, đúng không ạ? Thành ra tôi chỉ nghe thấy ông Ngô Kỷ thì tôi thấy là nó cũng hơi thế này, là ông Ngô Kỷ nói là đất nước này nó là một đất nước tự do dân chủ, nó theo cái quyền lợi. Thế nhưng mà cái điều đó thì tôi thấy là nó hơi mâu thuẫn ông Ngô Kỷ. Thế là hóa ra người dân Mỹ bị lừa. Tôi thấy là người dân Mỹ, ông đã nói là người dân Mỹ là một cái đất nước dân chủ, phải không ạ? Mà cuối cùng ông chửi đi, cái tổng thống rồi ông chửi gì đó, hóa ra thì là người dân Mỹ từ trước đến nay đều bị lừa sao? Tôi hoàn toàn không hiểu ý nào, tôi lừa chỗ nào? Tôi đâu lừa thế nào? Không, bầu tổng thống lên thì là bị lừa. Sao lừa? Thì bầu tổng thống này ông làm vì quyền lợi Mỹ, ông cho tàu qua, ông ký kết làm ăn với cộng sản Việt Nam, ông đưa công ty qua đấu thầu bắn này, thì bây giờ ông phục vụ nước Mỹ chứ gọi gì lừa? Không phục vụ nước Mỹ thế được, nhưng mà cái người dân Mỹ đã bầu cái ông tổng thống lên, và đấy là cái quyền lợi của nước Mỹ. Vậy thì mình mới thấy rằng thì là nếu mà mình đứng ở hàng hai, tức là mình đứng ở trên cái căn bản đạo đức, phải không ạ? Mình đòi hỏi chính trị, mình đòi hỏi mà nhà lãnh đạo Mỹ hay là nhà lãnh đạo các nhà lãnh đạo trên thế giới đều phải có cái căn bản là đạo đức. Thì tôi thấy rằng thì là ông đòi hỏi cái đó quá đáng, bởi vì rằng thì là họ là vì quyền lợi. Đó. Ông nói chuyện rằng thì là đây là những tay sai của tư bản, rồi thì là tất cả những ông nhìn thấy cái cuộc bỏ phiếu về vũ khí hiện tại bây giờ, không ạ? Thì rõ ràng rằng thì là những các người này là bị tư bản súng ống nó điều khiển. Vậy thì cái nền dân chủ này nó không có nghĩa gì cả. Từ căn bản cái nền dân chủ này nó đã sai lầm. Và do đó đó, Putin, cái cuộc mà điều tra về cái vấn đề rằng thì là người Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ không đó, thì phải nhìn một cách cao hơn.
là người Nga không phải rằng nó can thiệp để mà nó bênh vực ông Trump hay là gì. Người Nga nó can thiệp để nó tố cáo rằng cái nền dân chủ mà thế giới tự do tự đề cao khoe đó, thì nó bảo là trả ra cái con khỉ gì cả. Chính người Nga nó đánh vào cái huyệt của cái nền dân chủ. Câu chuyện đã bắt đầu đi quá xa, qua tới cả nước Nga rồi, chúng ta có lẽ chấm dứt ở đây. Nhưng mà trước khi chấm dứt, xin mỗi ông cho một cái kết luận ngắn, quay trở lại cái chủ đề ngay từ đầu, đó là cái kết luận, một cái rút ra gì đó từ cái chuyến đi, từ cái chuyến thăm Việt Nam của tàu USS Carl Vinson vừa qua, thưa ông. Mình nói rằng thì là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào xong rồi thì là bây giờ lại đuổi Mỹ đi rồi Mỹ lại về. Tất cả những các cái chuyện này thì nó mới dẫn tới cái biểu tình của mấy cái anh lăng nhăng ngày hôm nay, phải không ạ? Cái lý luận của những anh lăng nhăng ngày hôm nay mà mình cũng lấy làm ngạc nhiên rằng là cũng có một đám người mà dỗi hơi mà đi biểu tình. Thì tôi thấy thì có lẽ cái này phải hỏi ông Ngô Kỳ rằng thì là những người này có dỗi hơi không ạ? Dạ, cái đó thì chắc là một chủ đề khác, và ông Ngô Kỳ cũng đã hồi nãy có nói nhiều ở trong cái phần ông Ngô Quốc Kỷ cho kết luận về cái USS Carl Vinson. Còn nếu ông muốn trả lời cái câu đó luôn thì cũng được. Nói chút, thật tình tôi mà thật sự khán giả mà tôi hiểu được ông Cường nào ông nói tôi chết liền á. Thật tình á, thật có cái đẹp mình cứ tôn trọng lắm đi. Rồi quý vị người có trên nào hiểu thì cứ hiểu, còn tôi gõ thấp thì tôi không hiểu được. Còn có chuyện mà ông nói tôi mâu thuẫn này nọ, rồi ông đem qua vấn đề dân chủ Mỹ, rồi phiếu bên Nga này nọ, nó chẳng ăn nhậu gì cái đề tài chúng ta nói hôm nay. Tôi nghĩ rằng những người biểu tình hôm nay họ có lý do, tại vì ông nói đến dân chủ mà họ đang thể hiện quyền tự do ngôn luận, họ bất mãn thuyết Nga Paris, họ bất mãn việc Face, họ bất mãn ông chủ tịch cộng đồng Pháp Bùi làm tại sao cộng sản này nọ, thì họ biểu tình chuyện ông vinh danh, ông xiển dương tinh thần dân chủ, rồi cuối cùng họ đi biểu tình, họ nói lên quyền tự do ngôn luận để nhắc tu chiến pháp thì ông chửi người ta, có phải ông mâu thuẫn không? Và ông đã sỉ nhục. Tôi hoàn toàn không sử dụng nước Mỹ, tôi nói nó con điếm, đang có vấn đề thương trường đối với quyền lợi, không có gì sai hết á. Con điếm là sao? Con điếm là có tiền là nó lấy thôi, ok, đâu có tôi. Thì Mỹ thì cũng vậy, nó về Việt Nam, tôi thật tình tôi không phải nhà quân sự, do tôi không biết là lý do, mục đích là tại sao cái hạm đội này nào về Việt Nam, có chuyện đó, chuyện Bộ Quốc phòng họ lo. Tuy nhiên, tôi không cho nó là quan trọng. Bây giờ tôi đã nói thế, cái đệ đắc hợp hội đội ha, hạm đội lớn nhất Hoa Kỳ là của Reagan, Ronald Reagan này nào về Việt Nam đâu, tôi không quan trọng. Do đó tôi chỉ câu mà tôi nói cho cộng đồng hải ngoại, đặc biệt trong nước, không có quan tâm gì cái chuyện Mỹ, Tàu, Nhật hay này nọ, có đến Việt Nam, thương Việt Nam, ghét Việt Nam này nọ, ngay cả Trump, Obama, Clinton, Bush rồi về Việt Nam không quan trọng. Dù nó mặc áo già khăn đám, dù nó hót bẩn, nấu dạng tay lớn hay gì, Hồ Chí Minh, Vĩ Đại, Muôn Năm hay này nọ rồi, đối với tôi không quan trọng. Quan trọng là chúng ta là người Việt Nam, chúng ta yêu đất nước chúng ta bảo vệ đất nước, tranh đấu là đứng ra cái chân của người Việt Nam. Không có thằng Mỹ, thằng Tàu, thằng Nhật, không có đảng Cộng hòa Dân chủ gì mà thương đất nước Việt Nam bằng chúng ta, thương chính dân tộc chúng ta. Xin cảm ơn hai ông, xin cảm ơn hai ông. Dạ, xin cảm ơn hai ông. Thì là người mà yêu nước Việt Nam hơn 90 triệu người dân ở trong nước, thế mới hay. Câu chuyện chiếc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson một lần nữa tới Đà Nẵng đã để lại rất là nhiều suy nghĩ, nhiều ý kiến. Và ý kiến của hai ông ở đây cũng là một phần trong cái chuỗi ý kiến đó. Câu chuyện của chúng tôi chấm dứt ở đây, ngay trên vẻ đường Bonsa, thành phố Westminster, Nam California, Hoa Kỳ. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những lần tới.